Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến tặng hoa chúc mừng Trung tâm Chính trị huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện trong thời gian qua, góp phần nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Chính trị huyện.